xin chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Hiện tại thì mình đang có mặt tại xã Tình Hiêu, Đà Lạt. Và đây là kinh luân lớn nhất thế giới. Và trong xã Tình Hiêu này có gì đẹp thì mình sẽ vào bên trong để chia sẻ lại toàn bộ xã Tình Hiêu này cho quý vị và các bạn cùng xem. Trong xã Tình Hiêu này có gì. Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng vào bên trong. Quý vị và các bạn đã nhìn thấy đó chính là kinh luân màu vàng lớn thế giới tại xã Tình Hiêu này, rất là đẹp. Quý vị nhìn thấy nha. Và kinh luân quý vị đã nhìn thấy thì nó đang quay bằng cơm, bằng sức lực của mỗi người đến đây để cùng nhau quay cầu nguyện. Có nhiều linh vật, mình sẽ chọn linh vật tuổi Dậu với tuổi mình và mình vừa cầu nguyện và mình đi theo chiều kim đồng hồ. Vừa đi mình vừa cầu nguyện Thánh Maria Mặt Mày Hồng, cầu nguyện cho bản thân mình, gia đình được nhiều sức khỏe. Đây, mọi người cùng nhau cùng quay kinh luân này. Kinh luân được màu vàng. Nhìn thấy một lần nữa, đây là cái đế kinh luân đường màu vàng rất là lớn và bà con đến đây rất là đông tại xã Tình Hiêu, Đà Lạt này, rất là đẹp. Đây là nơi tâm linh tại xã Tình Hiêu để chúng ta đến đây để cầu nguyện. Đây quá trời cao luôn, bự rất là lớn. Quanh thì núi non hùng vĩ và phía trước đó chính là nơi thờ Đức Phật A Di Đà, đó màu vàng luôn. Quý vị và các bạn đã nhìn thấy đây chính là Đức Phật A Di Đà, phía sau đó là kinh luân được dát vàng lớn nhất thế giới tại xã Tình Hiêu này, rất là đẹp. Đây quý vị nhìn thấy nha. A Di Đà với tư thế ngồi thiền định, và xung quanh thì núi non tại xã Tình Hiêu này tại Đà Lạt rất là đẹp, rất là hùng vĩ và không khí thì rất là lạnh nha. Đây các du khách đến đây rất là đông để tham quan xã Tình Hiêu này, đó chụp hình đủ kiểu luôn. Bây giờ mình sẽ đi lên phía trên nha, lên chánh điện và nơi thờ Phật Di Lặc. Đó, đây là chánh điện, phía trước là chánh điện tại xã Tình Hiêu. Và phía chánh điện thì không cho quay phim và chụp hình nên mình không quay được phía trong được. Đây, rất là đẹp nha. Du khách đến đây rất là đông, đông lắm luôn. Một giá vé vào xã Tình Hiêu này là 250.000 một người, được tặng một chai nước, có xe đưa đón chúng ta đến nơi. Đây là chánh điện nè quý vị, phía trước điện phun hoa rất là đẹp, rất là đẹp. Rồi đây là toàn cảnh tại xã Tình Hiêu nhìn xuống dưới nè, rất là đẹp, rất là rộng lớn nha. Các du khách đến đây rất là đông để tham quan xã Tình Hiêu này, một dãy của kim cương thừa. Đó, đây chánh điện nè, đó rất là đẹp với chủ đạo là màu vàng và đỏ. Đây quý vị đã nhìn thấy đây là cái cầu này, có hai bài ta hai bên ha, đó còn mà vàng rất là đẹp. Ở phía giữa thì có một tượng Phật và với một bên này thì đây là Phật Di Lặc, với hình dáng thì gọn gàng, không có một cái bụng bự như tại các ngôi chùa tại Phật giáo. Đây
Đây toàn cảnh nè, núi non à, rất là đẹp đây. Bên đây đó là tôn tượng của Đức Phật Di Lặc đó ạ. Và ngài có tên đây tiếng Phạn đó là Maitreya, có nghĩa là sự thân thiện và tình yêu thương ạ. Và tôn tượng cao 10.5m và được làm bằng đồng. Mình có thể đứng đây cùng chiêm bái ngài nhé. Và sau đó mình sẽ di chuyển theo chiếc kim đồng hồ từ trái sang phải ạ, để đi vòng tròn kinh hành, vòng tròn cô ra xung quanh Đức Phật thì sẽ được kinh hành. Đây chúng ta sẽ đi từ trái sang phải để chúng ta sự lòng thành kính của mình đối với ngài Phật Di Lặc khi đến với Sa Tịnh Kia này, một công trình rất là quy mô và hiện đại, rất là đẹp nha. Còn có công trình phía trước mới đang làm, chưa được hoàn thành. Đây đây bàn tay đặt đó, rất là đẹp đó. Nhìn mà chưa được sẽ phải nhận tới. Đây là cái giờ là... mình đi về nha. Và khi đi hết cái khu này thì chỉ có một cái điện và một Phật Di Lặc. Và khi tham quan xong khu vực Sa Tịnh Kia này thì chúng ta sẽ đi về. Khi lên đi xuống thì cô chú anh chị các bạn và đến đây thì có xe đi rước, vé vào cổng là 250.000, thì xe đi đến đây và tham quan xong thì xe sẽ đưa chúng ta xuống dưới. Đây toàn cảnh của chú như là lần nữa nha, rất là đẹp. Cái này thì chúng ta chỉ đến tham quan thôi, chứ không có đốt nhang, không có gì hết, chỉ đến tham quan xung quanh. Sa Tịnh Kia này, một đỉnh lưng đại kim đại thừa. Nhìn được trên xuống này, kim lưng giác vàng này, rất là đẹp này. Đây toàn cảnh này. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Xin hẹn quý vị và các bạn vào video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.